Rồi, Yamaha 2002 nha. Đời chẵn, đời siêu bền. Đấy. Đời này siêu bền đó. Dòng máy này là dòng máy gần như bất tử luôn á. Và chuẩn bị có một siêu phẩm của West Contra AF24 nữa này. Đấy. Rồi dòng xe nồi đồng cối đá nha. Đây là con 2002. Máy móc là nguyên zin. Đẹp luôn. Đẹp tuyệt vời. Đấy. Dòng này siêu nồi đồng cối đá nha. Về là kéo móc là vô địch. Bác nào đã từng xài nó mới hiểu nha. Còn chưa xài thì mọi người không biết đến dòng xe bất tử này đâu. Về cabo này móc chưa gò lại luôn này. Cái chụp que có nha. Dòng xe này gần như bất tử nha. Bền ghê lắm. Là một con Yamaha 2002, dòng chuyên chiến với thời gian nha. Mọi cái của con này còn khá đẹp, nhưng mà máy thì cực chất. Mọi người coi kỹ, yêu ghế đây cũng còn của nó luôn. Đấy. Đây là một con 2002 Yamaha. Đùi nè, nó hơi ẩm nha, ưng thì bên em thay lại phớt đùi. Đấy, nói rõ. Nó cũng không phải là quan trọng lắm đâu. Về đi vài bữa có thể là hết. Đây. 2002 nha. Hàng Nhật bãi. Rồi thì con này cũng chẳng có gì, bởi vì nó trần chuồng mà, nó trần chuồng như nhộng mà, thì cũng chẳng có gì để mà làm video. Thì con này là mâm chưa hề dặm vá, chưa hề gì hết, nhưng mà mấy bác muốn đẹp thì bên em dặm lại cho. Rồi lốp là con lốp best của Nhật luôn này, Made in Japan. Đấy, lốp 11.2 × 10-24. Rồi lốp trước 5-15. Rồi, ok, đây một con 2002. Đấy. Đẹp nhá. Máy bao chất. Đồ chạy mới có 1002 đây. Trong xe như này là chạy là ít ạ. Hàng nồi đồng cối đá. Xe thì cực kỳ chất đây. Nó về chắc nó bị móp boe này, cậu lên cậu xuống móp boe, bên em phải hàn lại chút này. Cái boe này thì boe nhớt. Dòng này xài boe nhớt nha, siêu bền. Rất là sạch sẽ. Nó hít vô là không khí sạch hết á, nên là rất bền. Và đặc biệt dòng này được một cái nữa, nó đã dòng máy của Nhật này, cái dòng này này là két nước của nó rất là dày. Đấy, két nước rất là dày. Nước hơi dơ, rồi bên em thay lại nước nha. Nước này nó bẩn rồi. Thì thay lại nước khác cho nước xanh luôn. Rồi. Thì cũng chẳng có gì để làm video. Các bác có thể coi này. Đấy. Cánh quạt còn đẹp, mọi thứ đẹp. Rồi. Ok mấy bác. Được thì bên em chốt con này đúng giá 40 triệu. Giá đầu không nha, chưa bao gồm phí vận chuyển, chưa bao gồm một gì hết. Giá tại chỗ, lốp liếc còn tạm ổn. Nói chung là thuộc đẹp đó, lốp là đẹp. Không đến nỗi nào. Đấy. Rồi ok mấy bác nha. Cảm ơn mấy bác đã coi video.